Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021, và theo âm lịch hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Giáp Tuất tháng Quý Tỵ năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh, sơn đầu hỏa, ngày Giáp Tuất, tức can khắc chi, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, sơn đầu hỏa, kỵ tuổi, mậu thìn, canh thìn, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, nhâm thân, giáp ngọ, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày tuất, lục hợp với mão, tam hợp với dần và ngọ, thành hỏa cục, xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi và tuyệt thìn. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi nhâm thìn, canh tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao thiên tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao tuế hợp, tốt mọi việc, sao giải thần, đại cát, tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, từ được các sao xấu. Sao xấu trong ngày gồm có sao địa tặc, xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao không phòng, kỵ về cưới hỏi, sao quỷ khóc, xấu đối với tế tự, an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này cần phải hết sức tập trung vào công việc của mình, nếu không muốn mọi thứ đi chệch khỏi quỹ đạo mà bạn đã vạch ra từ trước đó. Trong ngày này với bạn tuổi Tý á, đang gặp ngày có thương quan xuất hiện, cái điều này có thể gây ra không ít trở ngại, khiến cho vận trình của bạn khó mà được suôn sẻ. Và với bạn tuổi Tý á, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, bạn cũng phải nhớ là hãy làm tốt công việc của mình, đúng nhiệm vụ, đúng bổn phận. Bạn đừng có lo nhiều chuyện bao đồng, trước khi giúp đỡ người khác thì việc của mình phải xong xuôi cái đã. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý á, lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này còn tạo ra những bất đồng trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Nếu như cả hai người không chịu nhún nhường nhau mà cứ khăng khăng thì sớm muộn gì giàn nếu cũng sẽ đứt dây. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim nên tập trung vào công việc để tránh rắc rối không đáng có xảy ra. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, vận trình không được suôn sẻ, mọi thứ có thể đi chệch quỹ đạo. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, tốt nhất là cứ làm tốt công việc
của mình theo đúng bổn phận. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, tránh lôi chuyện bao đồng khi việc của mình còn chưa xong xuôi. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, mối quan hệ về tình cảm có nhiều bất đồng nhưng không ai chịu nhún nhường ai. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 56, số 72, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, và cái điều này có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Sửu, càng ngày càng có nhiều hiểu lầm nảy sinh giữa bạn và người ấy khi mà sự tin tưởng của cả hai dành cho nhau chưa đủ lớn, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến cho mối quan hệ của bạn bị rạn nứt. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, cái điều này mang lại cho bạn có được những tin mừng trong công việc. Dường như với những lúc tình cảm của bạn bị rối ren thì bạn lại có xu hướng vùi đầu vào công việc để cho đỡ nghĩ ngợi lung tung, cho nên đạt được hiệu quả công việc bất ngờ. Với bạn tuổi Sửu, bạn sẽ gặp được nhiều thuận lợi trong công việc ngày hôm nay. Cấp trên cũng có ý định cất nhắc bạn vào một vị trí cao hơn với những biểu hiện xuất sắc của bạn trước đó. Tuy nhiên, bạn tuổi Sửu, bạn nên tỏ ra là người khiêm nhường và tránh tỏ ra ngạo mạn quá sớm để không gây ấn tượng xấu về bản thân mình. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, chuyện tình cảm có dấu hiệu rạn nứt do hiểu lầm liên miên. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, lòng tin dành cho nửa kia chưa đủ lớn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, sự nghiệp có tin mừng, đạt được hiệu suất bất ngờ. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, có được cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, nên giữ thái độ khiêm nhường, tránh tạo ấn tượng xấu. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 35, số 67, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất phù trợ, cho nên bạn đang có được vận quý nhân chia chở, sẽ có được nhiều may mắn trong vận trình của mình ngày hôm nay. Với bạn tuổi Dần, bằng sự khôn ngoan và mạnh mẽ của mình, bạn hoàn thành tốt được mọi mục tiêu đã đề ra, thậm chí còn đạt được kết quả ngoài mong đợi nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần, bạn cũng đã gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh, cho nên tiền bạc của bạn tuổi Dần trong ngày hôm nay cũng được rủng rỉnh vào thời điểm này. Bạn tính tới chuyện mua thêm một số cơ ngơi hoặc là đầu tư thêm vào lĩnh vực nghề tay trái, tiềm năng khá ổn, có thể tiến hành ngay, rất tốt cho bạn bạn tuổi Dần nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, và đây là điểm báo cho sức khỏe của bạn không được tốt. Bạn mệnh tuổi Dần nên chú ý nhiều hơn tới vấn đề thân thể của mình. Ra ngoài nhiều, làm việc liên tục sẽ khiến cho bạn xuống sức rất nhanh. Vì vậy, với bạn tuổi Dần, cần phải dành thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, biết vận dụng năng lực cá nhân để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, một số hạng mục đạt được thành tựu ngoài mong đợi. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, tiền bạc được rủng rỉnh, thoải mái trong việc chi tiêu. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc,
có thể tính tới chuyện đầu tư để sinh ta sinh lời. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, sức khỏe yếu kém, chú ý dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 25, số 55, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mùi, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Mão Tuất nhị hợp. Cái điều này sẽ rất tốt cho mối quan hệ về làm ăn của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Mão, nhờ sự khéo léo và biết cách xây dựng mối quan hệ xã giao từ trước, lại thêm năng lực tự có của bạn mà bạn đã gây dựng được vị trí được nhiều người mơ ước. Lúc này, sự nghiệp của bạn sẽ có nhiều bước tiến triển đáng kể. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có chính tài ghé thăm, cái điều này sẽ giúp cho bạn không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa. Thu nhập của bạn tuổi Mão được vững vàng và ổn định, giúp cho bạn thoải mái trong việc làm những điều mà mình mong muốn. Ngày này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, cái điều này cũng cho thấy với bạn đang có nhiều chuyện bất ngờ nảy sinh trong mối quan hệ tình cảm giữa hai người, khiến cho bạn tuổi Mão không kịp trở tay, hàng loạt hiểu lầm và mâu thuẫn bùng nổ. Và thời điểm này, tốt nhất là bạn tuổi Mão nên bình tĩnh và cân nhắc lời nói để không gây tổn thương cho người mà mình yêu thương. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy đạt được lợi ích qua mối quan hệ về làm ăn tốt đẹp. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa biết cách xây dựng mối quan hệ xã giao để thu lợi cho bản thân mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, sự nghiệp có nhiều bước tiến đáng kể. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, tiền bạc được rủng rỉnh, thu nhập được ổn định. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, tình cảm rối ren, mâu thuẫn bùng nổ không kịp trở tay. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 64, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn đó, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi, và đây là điềm báo cho bạn tuổi Thìn có thể sẽ gặp rắc rối do đào hoa xấu gây ra. Với những hiểu lầm liên tiếp nảy sinh khiến cho tình cảm của các cặp đôi dễ dàng rạn nứt trong ngày hôm nay. Và ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì đang kỳ vọng quá cao vào chuyện tình cảm mới đang còn chớm nở, đang manh nha, chưa hề có một khẳng định rõ ràng nào. Bạn tuổi Thìn, bạn mong muốn nhiều thứ vượt trội ngoài tầm với mà quên mất rằng mối quan hệ của cả hai vẫn đang rất mông lung, chính bạn cũng chưa hiểu hết về đối phương nữa. Điểm sáng duy nhất cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này là bạn đang có được thiên ấn chiếu mệnh giúp sức cho bạn, cho nên bạn mệnh tuổi Thìn nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết những vấn đề đang còn tồn đọng đã lâu, và bạn mong muốn được cấp trên nâng đỡ và cố gắng hết sức mình để chứng minh năng lực của bản thân mình nữa. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa có thể gặp rắc rối do đào hoa xấu gây ra. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, các cặp đôi rạn nứt về tình cảm vì hiểu lầm liên tiếp. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, đối với những bạn đang còn độc thân có thể bị tổn thương do những ngộ nhận của bản thân. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, nhanh chóng tìm được hướng giải quyết cho vấn đề tồn đọng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, cố hết sức chứng minh năng lực để được cấp trên công nhận. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này: sự nghiệp
5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 46, số 95, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thứ tư, ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này kéo theo bạn đang vướng phải họa tiểu nhân quấy phá, khiến cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay lên xuống thất thường. Bạn mệnh tuổi Tỵ luôn muốn cố gắng rất nhiều để chứng minh năng lực của mình, nhưng cứ gần tới thành công thì lại bị đạp đổ. Và với bạn tuổi Tỵ trong ngày này, không có sự đề phòng cần thiết, dễ tin người, cho nên dễ bị sập bẫy của những kẻ tiểu nhân, thiệt hại một cách nghiêm trọng. Với bạn tuổi Tỵ, đừng có để cho bản thân mình trở thành người bị lợi dụng vì tin người quá đáng. Trước hết, bạn cần phải học cách bảo vệ mình tốt hơn thay vì chỉ cặm cụi vào công việc phát triển như thế. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có ngũ hành tương sinh bù đắp cho bạn trong ngày hôm nay, thì cái chuyện tình cảm của bạn vô cùng là tốt đẹp. Đúng là tình yêu có sức mạnh xua tan đi mọi thứ ảm đạm trong tâm hồn của bạn. Dù tâm trạng của bạn buồn bã, bị gây khó dễ trong công việc, nhưng chỉ cần nhìn thấy người ấy là mọi nỗi buồn trong bạn đều tan biến đi hết. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, đề phòng tiểu nhân quấy phá, tìm cách ngáng trở. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, luôn cố gắng chứng minh năng lực của mình, nhưng lại bị thất bại ở những phút cuối. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, nên có sự đề phòng cần thiết để tránh sập bẫy của những kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, cần phải học cách bảo vệ bản thân mình, trước tin rồi mới tìm cách phát triển. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, tình cảm suôn sẻ, người ấy có năng lực xua tan đi mọi mệt mỏi trong con người của bạn. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 65, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, thứ tư, ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần Ngọ Tuất phù trợ, cho nên con đường tài lộc của bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay có được sự khởi phát, tiền bạc được dư dôi, có nhiều điều kiện thuận lợi với bạn trong ngày này. Bạn mệnh tuổi Ngọ càng làm càng ham bởi tiền bạc không ngừng đổ về túi của bạn nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có chính quan độ mệnh, cho nên con đường công danh, sự nghiệp của bạn đang trên đà được tăng tiến. Bạn tuổi Ngọ, bạn biết được điểm mạnh của mình nằm ở đâu và dốc hết sức để phát huy thế mạnh đó, để không cho cơ hội vụt qua mất khỏi tầm tay. Nhờ vậy mà bạn mệnh đạt được rất nhiều mục tiêu mà mình đã phấn đấu, cả về công danh và tiền bạc đều đạt được những mức đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng, báo hiệu cho bạn đang có được tin vui về đường tình duyên. Bạn tuổi Ngọ trải qua biết bao nhiêu sóng gió, các cặp đôi lại càng thêm phần thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Cả hai nhận ra vị trí không thể thay thế của đối phương ở trong trái tim mình, cho nên sớm muộn gì hai bạn cũng tính về chung một nhà ấy thôi. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, tài lộc được khởi phát, tiền bạc được dư dôi. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, càng làm càng ham nên tiền bạc đổ về túi càng nhiều. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, con đường công danh sự nghiệp trên đà được thăng tiến, thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, đạt được mục tiêu nhờ hiểu rõ điểm mạnh của bản thân mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, các cặp đôi tính tới chuyện về chung một nhà sau khi cùng trải qua sóng gió của cuộc đời.
Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 79, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi, thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi, và đây là nguyên nhân có thể khiến cho chuyện tình cảm của bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay không được như ý muốn. Đôi bên không tìm được tiếng nói chung, hiểu lầm nối tiếp nhau, đồng nghĩa càng khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Cả hai thường xuyên làm tổn thương nhau bằng những lời nói nặng nề nữa. Điều này có thể ảnh hưởng khá lớn tới tâm trạng của bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay. Công việc của bạn cũng vì thế mà chẳng đạt được hiệu suất như bình thường. Bạn tuổi Mùi có thể bị khiển trách vì thái độ thiếu tập trung cho những công việc mà mình đang được giao phó. Ngày này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này còn mang lại cho bạn mệnh có cảm giác bất an, cơ thể mệt mỏi. Tuy nhiên, bạn đừng lo lắng quá. Có thể bạn chỉ bị lao lực do suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Nếu bạn lo ngại về tình hình sức khỏe của mình thì nên đi khám để tìm hiểu nguyên nhân cho rõ ràng, để có điều chỉnh lại, ăn uống, ngủ nghỉ cho hợp lý. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, tình cảm bị rạn nứt do hai bên không tìm được tiếng nói chung. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, mối quan hệ về tình cảm có nhiều khúc mắc, hai người vô tình làm tổn thương nhau. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, tâm trạng bất ổn làm ảnh hưởng tới sự tập trung trong công việc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, có thể bị khiển trách vì tinh thần tắc trách, không chú tâm. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, cơ thể có dấu hiệu lao lực do suy nghĩ quá độ. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 38, số 44, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân á, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có tam hội cục chia chở, cho nên vận trình của bạn ngày hôm nay được hanh thông, công việc được suôn sẻ, tình cảm cũng tiến triển thuận lợi. Với bạn tuổi Thân, bạn vốn là người nhanh nhẹn lại sẵn máu liều, cho nên nếu như bạn tập trung vào lĩnh vực đầu tư kinh doanh thì bạn rất có thể tiềm năng giàu có là rất nhanh chóng. Và trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Đây là lời cảnh báo cho bạn có thể sẽ gặp rắc rối khi bạn đang quá đề cao cái tôi cá nhân của mình mà không nhận những lời khuyên can từ mọi người xung quanh. Rủi ro là điều không thể tránh khỏi với bạn, và không phải ai cũng có đủ sáng suốt để nhận ra nguy cơ tiềm ẩn. Vì vậy với bạn tuổi Thân, bạn nên đón nhận những lời nhắc nhở của mọi người để đề phòng bất trắc có thể xảy ra với mình. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân thì đang có được con đường tình duyên đào hoa nở rộ. Bạn nên chuẩn bị sẵn sàng cho tin vui sắp tới, và bạn sẽ không thể biết được tình yêu đến một cách bất ngờ như thế nào. Đôi khi người đó ở ngay bên cạnh ta mà bấy lâu nay ta nào có biết. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, vận trình hanh thông, công việc được suôn sẻ. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, biết nắm bắt thời cơ để đầu tư kinh doanh đúng lúc thích hợp.
Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ có thể dễ gặp rắc rối khi quá đề cao cái tôi cá nhân. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc nên lắng nghe lời khuyên của mọi người để tránh rủi ro tiềm ẩn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, đào hoa nở rộ, duyên tới bất ngờ đối với những bạn đang còn độc thân. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 22, số 84, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này do chịu tác động của cục diện ngũ hành Dậu Tuất tương hại, chuyện tình cảm của bạn bị rạn nứt là nguyên nhân khiến cho bạn tuổi Dậu tâm trạng bị sa sút, tinh thần kiếm sắc trong ngày hôm nay. Đôi bên có những bí mật không thể chia sẻ với nhau dẫn đến hiểu lầm càng thêm sâu sắc hơn. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, đây còn là lời cảnh báo cho bạn tuổi Dậu đang có nguy cơ phá tài trong ngày hôm nay. Bản mệnh tuổi Dậu kiếm được tiền nhưng chi cũng rất phóng tay, cho nên tiền đến rồi lại đi rất nhanh. Bạn tuổi Dậu cần phải sớm biết cân đối lại việc chi tiêu của mình sao cho hợp lý. Và ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tình cảm rạn nứt khiến cho tâm trạng bị sa sút, tinh thần kiếm sắc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, hiểu lầm càng ngày càng sâu sắc bởi những bí mật giấu kín. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ có nguy cơ phá tài nên quản lý về tài chính cẩn thận. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, chi tiêu không có kế hoạch nên tiền đến rồi đi rất nhanh. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim nên sớm cân đối trong việc chi tiêu để đảm bảo nguồn tài chính ổn định. Phải đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 52, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tỵ, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất, nếu như bạn biết vận dụng sự sáng tạo của mình thì sẽ nhanh chóng đạt được thành tựu đáng nể trong ngày hôm nay. Với những thách thức trước mắt là cơ hội không hề nhỏ để cho bạn có thể bứt phá giới hạn của bản thân mình. Và ngày này với bạn tuổi Tuất, tuy công việc của bạn khá nhiều áp lực về tiến độ và thời gian nên không thể tránh khỏi những thời điểm nóng nảy vì chạy theo thời gian. Và dù gì đi chăng nữa, sự hấp tấp, vội vàng cũng sẽ không giúp cho bạn đạt được kết quả tốt. Vì vậy, bạn cần phải cố gắng để chậm lại, chậm mà chắc thì còn tốt hơn, nhanh mà hỏng việc. Ngày này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy về sức khỏe của bạn trong ngày hôm nay lại không được tốt cho lắm. Bản mệnh dễ bị ảnh hưởng bởi đường tiêu hóa, không cảm thấy ăn uống ngon miệng, dễ bỏ bữa, ăn uống không đủ chất, cơ thể mệt mỏi nữa. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, công việc được suôn sẻ hơn nếu như biết cách vận dụng sự sáng tạo của mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, khó khăn nhưng đồng thời cũng là thách thức để cho bạn tiến xa hơn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, hấp tấp, vội vàng có thể sẽ gây ra sai sót không đáng có. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, cố gắng chậm mà chắc để đạt được kết quả tốt nhất. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, sức khỏe không được tốt, dễ gặp vấn đề về đường tiêu hóa. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc
4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 35, số 67, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Tử vi tuổi hợi thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hợi, cho chúng ta thấy là bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều may mắn về con đường tài lộc ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi hợi, bạn là người kiếm được tiền từ những cơ hội không thể tin được. Quý nhân giúp đỡ, dẫn đường, chỉ lối cho bạn để cho bạn tìm ra được thời cơ trong những lúc khó khăn. Và đặc biệt á, trong ngày này, đối với những bạn kinh doanh, buôn bán, đầu tư, lợi nhuận có thể tăng lên gấp bội phần. Bạn buôn may bán đắt nhờ có chiến lược kinh doanh khôn ngoan và dội nắm bắt về tình hình thị trường. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hợi lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Cái điều này dẫn tới những mâu thuẫn trong mối quan hệ về vợ chồng. Đôi bên gặp bất đồng quan điểm cho nên mâu thuẫn cũng từ đó mà nảy sinh. Nếu như hai bạn không sớm tìm được tiếng nói chung thì tình hình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, con đường tài lộc gặp nhiều may mắn nhờ biết cách kiếm tiền. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, quý nhân mang đến cho bạn có được những cơ hội trong thời điểm khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, việc kinh doanh buôn bán vượng phát nhờ có chiến lược kinh doanh khôn ngoan. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, vợ chồng khắc khẩu, mâu thuẫn chồng chất. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, nên sớm tìm được tiếng nói chung để giải quyết những vấn đề mâu thuẫn trong gia đình. Về đánh giá của bà tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 46, số 77, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.